Đây. Này đây hình con rồng nhân sâm nhưng mà người ta điêu khắc ra hình con rồng nha. Đây nè, gánh cái bóng bòm. Đó, hình con rồng nè. Điều... Nhìn giống con gánh. Miệng rồng mà. À, nhân sâm hình con rồng. 75 triệu. Nhiêu tiền? 75 triệu. 75 triệu. Lấy tiền ra. Lấy 20 ngàn ra mua thẻ chơi game đây. Rồi chạy chóng mua game, mua thẻ đi. Được nhiều thẻ. Rồi chơi kéo châu đi. Nhét vô thẻ thôi, rồi mày chơi trước đây, kéo con nào vừa vừa thôi. Rồi kéo đi, con nào vừa vừa thôi. Mạnh lên. Nhẹ nhẹ thôi. Trời đứng nhẹ vô, nhẹ nhẹ thôi, người ta chửi mày chết bây giờ nè. Con số 4 đây. Con vừa vừa thôi. 33 kìa. Trời ơi, đứng dây luôn rồi trời ơi. Kéo con vừa vừa thôi, mày kéo vậy thì quá đà rồi. Vậy kéo con số số 7, số 8 thôi, số 10 kìa. Số 10, trời ơi, bắt lộn con số 4 rồi cha ơi. Dính rồi. Lòi thẻ ra. Lâm thẻ ra. Rồi, mấy thẻ, bốn thẻ, coi như lấy vốn lại rồi. Cái gì? Bắt cá đi. Thảy vô bắt cá đi. Một thẻ thôi. Rồi, để vô bắt, nó nhảy lên thấy bắt. Rồi bắt đi, bắt mạnh lên. Nhiều hả? 22 nút rồi sao mày thắng? Mày bắt con có 7 thôi. Bơm thảy vô. Thử ai từ con số 4, số 5 vậy, số 5, số 15 quá rồi bỏ đi, chơi vừa vừa thôi, đừng tham quá. Trời ơi, 21 rồi đâu, con bự không vậy cha. Tiếp quất gì vậy, gì vậy cha, trời ơi, máy đi dữ luôn rồi. Máy đi giữ luôn trời. Đổi máy đi. Máy này hư rồi. Này lại về đây đập ông hay vậy? Nhét thẻ vô đây. Khỏi anh chơi à. Rồi để cho Thịnh Ngáo chơi đây. Rồi. Cái gì? Chứ. Nhảy xuống, đợi cho nó nhảy xuống hay đập. Đừng có đập mấy con này. Đợi con số 4, số 5 đó hay đập. Đâu xuống, chuẩn bị. Trời ơi, con quỷ này hoài. Chừng nào nó đậu xuống dưới này nè, người ta hay đập ông nội. Nó đang bay xuống mà mày đập mày chết luôn rồi. Đợi hoài vậy, sao nó không nhảy xuống vậy? Trời ơi, con quỷ này hoài vậy cha. Ủa? Gì vậy? Con lại. Cái gì? Tự đập con lại. Trời ơi, gì vậy cha? Rồi nhét hai thẻ vô đi, lần này tao cho mày kéo châu hai thẻ đó, mày chơi mấy trò khác mày chơi dở quá. Hai thẻ luôn. Kéo. Chuẩn bị. Gãy mạnh lên. Mạnh lên cha. Bậy lên. Dính con nào không? Dính được con kìa. Dính còn 5 nút luôn. Lòi thẻ ra. Đó, lụm thẻ ra. À, đúng là 6 ngón tay kéo châu có khác đấy chưa? 6 ngón tay kéo châu phải có khác chứ. Rồi Thành Ngáo vô chơi trò này đi. Thảy hai thẻ vô luôn đây chơi lần hai thẻ đi. Rồi mày đợi cho nó chạy ngang rồi mày thảy đá xuống á. Đợi con vừa vừa thôi, đừng chơi con bự quá. Con số 6 với con số 9 kìa, 69 kìa. Mạnh lên, nhanh lên. Trời ơi, sụp tâm tạng rồi. Mấy đứa bà, 6 thẻ luôn. Đâu. Lại lúc rồi, 6 ngón tay là lúc rồi. Giống như kiếm châu vậy á. Rồi nãy giờ là mấy thẻ đây là quá lời rồi. Rồi bây giờ lấy vô 3 thẻ mày chơi này đây. Lấy 3 thẻ ra chơi đây, nhét vô 3 thẻ đây. 2 3
Rồi chuẩn bị nghe, mày kéo vừa vừa thôi, đừng kéo cái bự quá, kéo vàng vừa vừa thôi. Kéo. Giờ nào nó kêu kéo hay kéo, đừng có kéo mấy cục đất nghe, kéo mấy cục vàng thôi. Kéo, nhắm mạnh lên. Đạp mày, mạnh lên. Trời ơi, vui rồi, cha nội ơi, chơi gà thiệt chứ. Thử kéo thêm hai thẻ nữa, hai thẻ luôn, nhát lượt hai thẻ vô đi. Rồi, tới mày đó, lấy lại sự nghiệp cho tao nghe. Nhắn nhanh nhanh mạnh lên nha. Nhắn đi. Tới chưa? Rồi. Mạnh lên. Rồi, cha ơi. Lấy thẻ đi. Gì vậy cha? Lấy gì vậy? Đua xe nữa. Đi ra ông nội, cha rảnh quá. Không có thẻ mà vô chơi đua xe. Em để tao coi vị huynh đài này chơi cái coi. Ra chỗ khác coi. Cái con số 3 rồi, rồi dính không nha. Dính à? Rồi đứt dây rồi. Thành ngáo bay vô, thảy hai thẻ bay vô kéo liền. Ba thẻ luôn ngáo, thảy vô ba thẻ luôn đi, kéo cho đã. Thảy vô ba thẻ luôn. 2, 3. Rồi thảy vô kéo. Lựa cái con nào vừa vừa thôi. Đập mạnh lên. Mạnh lên cho tao, ừ. Mạnh lên. Mạnh lên. Trời ơi, thất bại rồi. Rồi cái game này game bắn cá. Còn game này là game gì không biết nữa. Nhưng mà thôi đi. Cái game này game gì đây? Cháu khác ơi, game này game gì ha? Nhét thử thẻ vô chơi thử ơi, nhét thử thẻ vô. À đập. Nhắn. Trời ơi, đập hụt bồ cha ơi. À, đập cái tay của nó, tao hiểu rồi. Nhét thử một cái nữa đi, chơi thử rồi. Được. Dính rồi, ủa hụt rồi. Trời ơi, thôi cha, phí hai thẻ rồi. Bây giờ tao hỏi chứ bây giờ tài sản của anh em mình là còn bao nhiêu? Tao 4 xu rồi, đưa 4 xu rồi đây. Ở đây, vô đây tao kéo một lần, một là hết 4 xu luôn cho mày coi nè. Ở đây để anh Vinh mày kéo. Nhét 4 xu vô. Đây tôi đi TV sẽ chơi kéo nhau. Xu vô. 1 2 3 4. Rồi nè. Kéo lên. Ở đây tôi đi TV ơi. Mua hai thẻ vô hát karaoke chơi không? Rồi bây giờ lấy hai thẻ này vô hát karaoke nè. Ê, mày làm gì hả cha? Nó làm gì hả? Nhét vô hả? Thôi, mày gấp thu bông gấp không có được đâu cha ơi. Thấy mấy gấp thu bông thấy vậy đó. Nó để méo méo vậy nè, một đống luôn nè. Chứ mình gấp không có được. Hôm bữa anh Vinh gấp rồi, quay clip rồi. Bộ mày quên hay vậy? Bữa mày thấy tao gấp có được con nào không? Rồi vậy mà mày cũng chơi đó, sao mày khôn quá vậy? Trời ơi, để dành đi hát karaoke cho nội. Đây này, có người hát karaoke rồi anh em ơi. Có người hát rồi. Nhắc hai thẻ cuối cùng luôn, tài sản của anh em mình đó, hai thẻ luôn. Chuẩn bị nhấp nha. Canh cho ngay mới nhắn nha. Rồi chuẩn bị tinh thần chưa? Nhắn. Trời ơi, ra ngoài rồi chứ. Rồi giờ cho hỏi cảm xúc của tình nháo như thế nào hả? Hết tiền luôn rồi. Hết tiền luôn rồi hả? Hôm nay còn tiền không? Rồi nghèo, hết tiền đi về. Về luôn. Hôm nay tôi và anh tôi rất là vui. Các bạn nhớ nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông để sớm nhận được những video của tôi như TV. Cảm ơn các bạn. Bye bye.